Trong trận chiến với Muzan, Obana cùng các trụ cột bị tấn công bởi đòn roi của quỷ và anh ta bị ba vết xước da trên mắt, khiến cho ảnh từ mù mù mờ mờ trở thành mù hẳn, chỉ có thể nhìn tạm thời bằng những lá bùa hoặc thông qua con rắn Kaburamaru của anh ta. Thanh kiếm thì cũng dẻo như kiểu xà nèo của anh ta luôn. Nó có hình lưỡi rắn giống kiểu Karis của đột kích để bổ sung cho hơi thở rắn của anh ta. Hôm nay Bay sẽ giới thiệu cho các bạn về Sa Trụ, trụ cột gần như là bí ẩn nhất trong thế giới Kimetsu no Yaiba. Anh ta là một trong 9 kiếm sĩ mạnh nhất của quân đoàn diệt quỷ, phụng mệnh dưới trướng chúa công Ubuyashiki Kagaya. Anh xuất hiện lần đầu tại cuộc họp giữa các trụ liên quan đến việc phán quyết anh em Tanjiro Neyuko. Anh ta cũng giống như tất cả các trụ cột khác, cực kỳ giận loài quỷ và thề rằng sẽ tiêu diệt tận gốc chúng. Và chưa có ai thấy được mặt mũi của anh ta như thế nào cả. Mọi người đều tò mò cho đến tận chương 188 mới được thỏa mãn. Obanai là một chàng trai trẻ có tầm vóc hơi là thấp trong dàn trụ cột, tuy nhiên vẫn cao hơn thằng hạ trụ cùng với nước da nhợt nhạt. Anh ta có mái tóc đen thẳng với các độ dài khác nhau, dài nhất xuống đến vai và dừng lại ngắn nhất ở gò má. Mái tóc thò xuống hình chữ V giữa hai mắt, thẳng là ở nhà tự cắt rồi. Đôi mắt của anh ta có hình quả hạch và nghiêng lên ở phía xa. Mắt phải của anh ta màu vàng và mắt trái màu ngọc lam. Anh ta bị mù một phần vì xưa giờ anh ta hầu như không thể nhìn bằng con mắt phải. Tuy nhiên mắt phải lại có một chức năng đặc biệt. Miệng của Obana cũng khác thường ở chỗ. Khi âm 12 tuổi, nó bị cắt từ góc đến tai để lấy máu và điều đó khiến nó trông giống miệng con rắn hơn, để lại vết thương lớn mà anh giấu trong cái băng vết thương luôn đeo phía dưới mặt. Sự tận tâm của Obana đối với tương lai sát quỷ đoàn đôi khi quá đáng đến mức cực đoan. Dù điều đó có bắt những người khác phải chịu thiệt hại, chẳng hạn như khi anh ta cố ép âm trù ở lại với quân đoàn ngay cả khi tên game mất con mắt và cánh tay của mình. Và khi anh ta hay làm khó những thợ săn quỷ cấp thấp và sử dụng họ như các chướng ngại trong quá trình đào tạo trụ cột vì những lý do tương đối nhỏ nhen. Anh ta cũng cảm thấy các tân binh diệt quỷ đoàn khá là yếu đuối, bất tài và chả có khả năng cải thiện gì mấy. Bay tỏ sự ngạc nhiên khi Tengen thông báo cho anh ta rằng thằng Tanjiro mà anh ghét nhất vẫn sống sót sau nhiệm vụ. Mặc dù tính cách tàn nhẫn, nhưng vẫn có hai người mà anh ta quan tâm sâu sắc là Kagaya Ubuyashiki và Mitsuri Kanroji. Anh ta crush Mitsuri, anh đã ngụ ý thông điệp đó cho mọi người trong quân đoàn, cho Tanjiro, thậm chí là cho cả Mitsuri. Anh ta đã tặng cô ấy đôi tất màu xanh lá cây và cô ấy đã mặc như một món quà. Anh ta đe dọa Tanjiro vì đã quá thân mật với Mitsuri và ảnh là người đầu tiên cô gặp trong pháo đài vô cực. Obana cho rằng bản thân và gia đình mình đã bại hoại đến mức chẳng xứng đáng với Mitsuri. Trước tiên anh ta phải chết và luân hồi thành một kiếp khác mới có thể thổ lộ được tình cảm với cô. Các bạn đồn rằng Sa và Luyến đã chết trong chương 200 vì câu nói này của Luyến: em không còn cảm giác nữa rồi. Và nếu có kiếp sau, anh sẽ cho em làm cô dâu của anh chứ. Nó giống như là mang hàm ý kết thúc vậy. Tuy nhiên, ở cảnh kết thúc của hai người thì vẫn là một người đang khóc, một người đang nói chuyện. Vậy nên, nhất định không được chết. Và chả có ai xác nhận là hai người đã chết hay là chưa. Chỉ có hai nhân vật khác đã chết mà thôi. Tác giả vẫn có thể tổ lái thêm nếu có phụ chương hoặc chương sau nữa. Các bạn đừng vội tắt hy vọng chứ.